Xin chào và đồng bình Hương lên. Yeah, ngày mới chúc cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, bọn mình vừa đi du lịch Sapa về các bạn ạ. Cho nên bọn mình mua rất chi là nhiều trâu gác bếp bạn nhìn này. Đây là trâu gác bếp bạn nhá. Còn đây là lợn gác bếp này các bạn này. Còn đây là ba chỉ gác bếp các bạn nha. Các bạn ơi, thế này nhai mỏi mồm các bạn. Rồi. Thì các bạn ơi, hôm nay mình sẽ thử thách người cuối cùng ngừng ăn trâu gác bếp các bạn nha. Đấy, luật chơi rất đơn giản như này thôi. Hôm nay chúng ta bốc vào trâu gác bếp thì chúng ta sẽ phải ăn trâu gác bếp. Bốc vào lợn gác bếp thì chúng ta sẽ phải ăn lợn gác bếp. Bốc vào ba chỉ gác bếp thì chúng ta sẽ phải ăn ba chỉ gác bếp các bạn nha. Em hiểu rồi. Em hiểu rồi. Hiểu rồi anh ơi. Anh ơi, phần thưởng như nào anh nhỉ? Phần thưởng mình sẽ trao người thắng cuộc sẽ là 500 đô bạn nha. Quay hình phạt. Hình phạt thì các bạn ơi, hôm nay các bạn ạ, mình bắt ăn dầu ăn này. Thằng nào ai mà ra đầu tiên sẽ ăn dầu ăn nhá. Đấy, ai ra nhìn thì ăn nước mắm này. Thứ ba là tứ ơn các bạn nhá. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Thì cái món này nó là đặc sản các bạn ạ. Ăn nó rất là lâu các bạn nhá. Đấy, nó dai các bạn ạ. Đấy, cho nên là clip này sẽ rất là dài. Các bạn nhớ theo dõi hết clip này và chia sẻ cho mình các bạn nhá. Thế còn ai chưa hiểu nó chơi không? Hiểu rồi. Ok. Thì các bạn ơi, bây giờ mình bắt đầu trận chiến luôn bạn nhá. Let's go. Rồi, người chơi chúng ta sẵn sàng chưa? Đấy, bây giờ nhiệm vụ đó là bốc thăm. Bốc vào loại nào chúng ta sẽ ăn loại đấy. Hôm nay ăn cái món này là ngon đây đúng không? Sáng hấp dẫn lắm. Món này đặc sản đó bạn ạ. Rồi, bắt đầu bốc thăm nhá. Đấy. Bốc đi. Bách bốc đi. Gì mà lằng lào chả phải ăn. Đây, gác bếp đây. Châu gác bếp. Châu gác bếp các bạn ơi. Châu gác bếp không các bạn ơi. Các bạn ơi, ba chỉ gác bếp. Ba chỉ gác bếp. Lợn gác bếp mà ơi. Lợn gác bếp. Ok, được rồi. Các bạn ơi, của Cường là lợn gác bếp các bạn nhá. Đấy, lợn gác bếp thì nó mềm hơn châu các bạn ạ. Đấy, nhìn nó bóng bóng hơn bởi vì nó có nhiều mỡ. Còn đây là trâu gác bếp của bạn này. Đấy, ăn nó dai lắm các bạn ạ. Còn đây các bạn. Đây là miếng trâu gác bếp của Bách nha. Còn các bạn ơi, của Nguyên là ba chỉ gác bếp các bạn ạ. Ba chỉ các bạn. Rồi, ăn đi rồi review. Mời tất cả các bạn nhá. Các bạn nhá. Rồi. Các bạn ơi, mình mời tất cả các bạn cùng ăn mình xem cái của mình có ngon không. Béo nhờ, của Nguyên béo nhờ. Các bạn gại lắm các bạn ạ. Rồi. Còn mình béo lắm các bạn. Đúng rồi, các bếp nó toàn một khoái mọi người. Rồi, có Bách review đi. Ăn nó như nào? Nó dai, nó ngọt đấy anh ạ. Rồi, có mùi khoái hay mùi gì không? Mùi đặc khoái. Trưng là mùi khoái bạn nhá. Mùi khoái đặc trưng. Mà trên đoạn này nó không được thơm thịt trâu bạn. Rồi. Dai lắm. Đấy, tí nữa cố gắng bốc vào thịt trâu để ăn trâu. Đấy, cái đấy của Nguyên ăn như nào? Quá ngon. Thần mượn là người lắm mà. Đấy, ba chỉ các bếp là dễ ăn hơn các bạn ạ. Nó mềm. Nó mềm. Mềm nhất rồi. Dễ ăn như nó ngấy. Rồi. Đấy. Các bạn ạ, đây là đặc sản mình có mua ở trên Sapa bạn nhá. Trâu các bếp là 600 nghìn một cân. Còn lợn các bếp là 400. Ba chỉ ở các bếp cũng là 400 nghìn một cân các bạn nhá. Đấy. Ra rồi đấy, mở cái này nghe kỹ ngọt thật. Rồi. Nó kỹ rất ngọt. Trong em 5 bữa kìa. Đấy, bạn ăn rất nhanh các bạn ạ. Các bạn ơi, ăn những cái đồ gác bếp này nó rất là dai các bạn ạ, cho nên là clip nó ăn rất lâu các bạn nhá. Rồi, đây, cho Nguyên cái giải lao. Thái hàm. Hoài, cứ cố vậy, lên cơ hàm luôn các bạn ạ. Rồi, cố lên. Nhưng mà ăn ngon nhưng mà nhà ăn mỏi mồm các bạn ạ. Nhưng của Nguyên sẽ là mềm nhất các bạn nhá. Mềm nhất lại béo nhất. Các bạn ơi, mềm ghê. Cố lên đi. Thái rồi, thái. Đấy các bạn này, của Cường là lợn này, hai con trâu là dai. Trâu với lợn nó khác nhau các bạn nhá. Các bạn nhìn. Đây, trâu nó dai như này này, lợn thì nó mềm hơn. Có mềm hơn không em? Mềm hơn anh ạ, mà nó ăn cũng nó nhạt, nó hơi bị bở một xíu. Rồi. Đấy. Ui giời. Các bạn bị về khả năng không ăn được đâu các bạn. Lại không ăn được, vớ va vớ vẩn nên không ăn được. Bì lợn các bạn ơi. Bì lợn nó gác bếp ăn nó ngon các bạn ạ. Ngồi ra ngon nhất. Bách ăn thế nào đây? Dài như nhở. Rồi. Dài mà nhai kỹ ngọt thật. Rồi ăn nhỉ. Nhai kỹ ngọt. Hơi mà mồm chứ bà. Mới đầu vào ăn nó mùi khói khói ghê ghê. Mà giờ ăn quen cảm thấy ngon. Rồi. Úi, Bách ơi. Lồi như cao su các bạn ạ.
Đấy các bạn ơi, Nguyên còn bì với mỡ. Đấy. Bạn thấy ăn thì dễ nhưng bì ăn khó lắm. Đấy, mình bắt buộc phải ăn đó bạn nhá. Bằng như ăn không khôn mà. Người ta ăn cùng lúc là mỡ bì mấy. Rồi. Ăn độc nạc chứ xong tí ăn mỡ xong nó chẳng ngấy. Đấy các bạn ơi, cái này còn dai còn hơn cả cá mực các bạn nhá. Cá mực nhiều. Cá mực quả cụ luôn. Đấy, các bạn nhìn chưa? Xé các bạn nhìn này. Ui. Ui lè ơi. Ui, các bạn nhìn chưa? Nó như vỏ cây các bạn ạ. Đấy, giống vỏ cây cây bạch đàn. Đúng rồi. Cái cây bạch đàn mà xoăn xoăn đấy. Bạch đàn tha. Đúng rồi. Đấy. Nguyên oánh mạnh lên. Ngấy đấy các bạn ạ. Cố lên đi. Ui da, tan thật đấy. Ui da. Cố lên. Mở hết mồm các bạn ơi. Ui da. Dài mình khả năng là xong chơi nhất cơ mà. Bỏ cái bì nữa nha. Cái bì nó lại lâu. Mềm nhất. Bạn cứ nhai bì đi. Dạ thật. Có Nghiêm đang thử mượn kéo à? Ừ. Bạn cắt này lên. Em cắt. Cố lên, để tôi cắt. Cố lên. Thì ứng được phần mã đâu. Đấy các bạn ơi, Nguyên còn một cái bì thôi các bạn nha. Ông ăn đi. Ông ơi rồi. Đấy. Ăn làm được. Ăn đi không phải than. Bì ngay cũng ăn được các bạn ạ. Em mà ăn kèm. Rồi các bạn ơi, Nguyên hết rồi các bạn nha. Rồi bắt đi đi. Mình gần hết rồi các bạn. Rồi. Nó mỏi mồm bạn. Nó mỏi mồm bạn. Ăn cái này rồi nha các bạn nha. Ăn cái này thì cần cái cơ hàm chứ không cần phải lo. Đấy, không lo là chạy đâu, chỉ sợ mỏi răng mà chạy thôi. Rồi. Các bạn ơi, mình ăn hết chưa? Nhưng ba chỉ này ngấy thật các bạn ạ. Vừa gắp hết xong cái chân mỡ nó ra càng ngấy. Nhìn bách này. Ai à? Dài các bạn ạ. Dài. Ui ôi. Đấy. Miếng cuối bạn nhá. Rồi. Miếng cuối cùng của Cường. Bách còn chục miếng nữa các bạn. Rồi, Cường xong rồi. Còn bách với anh Hoàng các bạn nha. Cố lên. Đấy. Mà thế rồi đấy. Cay không? Nó mỏi mồm anh ạ. Hơi cay cay. Dài. Quá mọi người ăn kiểu gắp bếp dài lắm. Thấy thực sự luôn ấy. Khi mỏi hết mồm anh ạ. Bằng sau mày mình mong bốc vào ba chỉ góc bếp mọi người mà không nó mà anh nhỉ mà lần sau cho bách bốc vào thế hả rồi này mọi người cướp còn bách đây thôi các bạn ơi, bách còn mấy miếng các bạn nhỉ, lúc cá bách ơi, lúc cá vào mẹ ơi. Đi. Đấy các bạn ơi. Còn vài miếng nữa thôi là hết các bạn ạ. Mình bánh miếng. Rồi ok. Mình rất chi mỏi nhưng mà đấy bánh chốt đây nhanh lên. Chốt đi bánh ơi.
Rồi bác chịu thua chưa? Em chưa. Các bạn ơi, cái này nó rất là mỏi mồm các bạn nhá. Rồi bốc thăm nào. Đấy. Rồi, em bác... Chắc ai cũng mong vào ba chỉ gác bếp các bạn nhờ. Em thích thịt trâu. Rồi. Mỏi không hẹn thịt trâu. Ba chỉ ơi. Ba chỉ gác bếp các bạn này. Lại trâu các bạn ạ. Trâu gác bếp. Lại là gác bếp bạn ơi. Lại là gác bếp. Lại trâu. Mình lại trâu gác bếp. Trâu gác bếp các bạn nhá. Ok được rồi. Các bạn ơi, vòng tiếp theo Cường lại là lợn các bếp các bạn nhá. Đấy. Ăn thịt bò. Đấy, trâu. Trâu các bếp các bạn này. Tại trâu mọi người ạ. Đấy, Bách anh được ba chỉ là các bếp bạn nhá. Đấy, Nguyên là này được ăn trâu các bếp bạn ạ. Người trâu có đấy là đưa ấy nhỉ. Rồi. Đưa mà đưa ấy mọi người ạ. Cố lên. Có kêu sái hàm không? Anh ơi, ra đây bảo. Ra đây. Như đêm trên thương gói thì nhiều các bạn ạ. Tay con vừa chúng ta đang cầm đất. Thế thì đi về đi, sau đó là cho mình trâu các bếp. Hôm qua là đi Sapa. Vâng. Cố lên. Đấy các bạn ơi. Mấy thịt đoạn này không chưa kỹ mà. Hơi dai nhưng mà ngon cơ mà. Rồi. Đấy. Có ngon hơn ba chỉ không hả Nguyên? Ngon hơn. Rồi. Đấy các bạn ạ, trận chiến này nó rất là mỏi mồm bạn nhá. Cơ hàm thằng ai khỏe thì người đấy chiến thắng các bạn ạ. Bách ba chỉ bò lợn thì thế nào? Quá mềm luôn. À, anh cứ đi trước anh ạ. Thế à? Không rồi em ăn mềm thì hao. Rồi, Bách rất là thông minh các bạn ạ. Đấy. Ôn hơn rồi. Rồi. Cố lên. Đấy. Cố lên nha. Dai các bạn ạ. Ba chỉ lợn trong thế thôi nhưng dai phết các bạn nha. Ba chỉ có ngon hơn lợn trâu không? Nhưng mà cái bì nó dai ạ. Bì chả dai, bì con nào cũng dai các bạn. Để lợn má. Rồi bì nó cả một không ứng nó dai rồi. Cái này không thể nhai nhiều được mọi người, chỉ nhai một ít một thôi. À. Rồi, Bách bắt đầu ăn phần sướng đấy các bạn này. Phần mềm bạn nhá. Đấy, Nguyên là thấy là dai rồi đấy các bạn nhá. Mình là dai quá. Rồi, cố lên đi. Thằng này cứng nhỉ. Cứng cũng phải ăn nhá. Tất cả những cái gì nó ở đây giờ được là người ta lọc được rồi. Đấy là cái sụp ăn. Nếu cái sụp nó cứng quá thì thôi bỏ đi được. Cứng. Nguyên dai. Anh đi khóc rồi đấy. Đừng ăn ham ăn miếng to à. Đây chỉ ăn ít một thôi. Cái này không phải ăn như phải nhiều rồi. Nhồi nhiều vào mồm. Ít mới nhai cũng mệt thôi. Ui, Bách cái miếng mỡ này bạn này. Ngon nhờ. Béo. Béo nhờ. Nguyên nhai mỏi mồm. Không, xin miếng này. Không. Mình ăn ba chỉ mềm thịt mà gần như mình ăn một lần mình sợ luôn. Mình ngấy đúng không? Mình ngấy rồi ạ. Rồi. Các bạn nghe đi. Các em cho sụp cà chua vào sốt thì ăn thì quả hết được chấm mà. Rồi, cho các bếp với ai cho vào sốt cà chua. Cái quả Bách cơ. Bách rồi. Mỏi quá à, mãi mới nhuột được. Đúng như tưởng nha, nhẹ đấy. Hơn từ bây giờ mình ăn mình bé thôi cho bà cho dễ nhai. Rồi cố lên. Bây giờ mình ăn miếng to dễ nuốt.
Đây mình cuối mặt thôi. À. Các bạn ơi, nó dai quá các bạn ạ. Không rất được là phải cho một miếng. Các bạn ơi, mình còn mấy con miếng các bạn ơi. Rồi. Bắt nhanh lên đi. Đấy, anh bắt nhanh lên đi. Đấy, các bạn ơi, mãi chưa xong các bạn ạ. Cố lên, cố lên. Gần xong chưa? Hết rồi. Rồi, ok, lợn nó mềm các bạn ạ. Lâu cho khô ăn, hết rồi các bạn. Ngon ngon. Mới được 2 vòng thôi các bạn ạ. Ăn trâu các bê bày không phải là đơn giản đâu các bạn nhá. Không muốn ngán nữa nhỉ. Thực sự là nó không ngán các bạn hiểu không? Nhưng mà nó dai. Nào ơi. Mình trời ấm nướng. Ghê quá mày. Bách nuốt đi. Bách chưa xong được các bạn ạ. Còn miếng rất là to à. Mình tổng kết nhá. Rồi, ok anh bạn tổng kết rồi nhá. Còn Bách đợi miếng nữa. Bách tăng nữa. Chấm đậm nào. Ui quá là ngon đấy bạn ạ. Ngon đấy bạn ạ. Cố lên nào. Đấy rồi anh bảo ăn miếng bánh anh hết luôn rồi. Nhai. Rồi bắt chốt đi. Không bảo ăn miếng nữa. Hai miếng nữa. Chốt. Ngon ăn nhỉ các bạn nhỉ. Ngươi chỉ nuôi nữa. Rồi ok. Em ăn đi một miếng này. À ừ, đây có quả miếng à? Ảo à? Đây có quả miếng à? Ảo à? Có cái bát, có cái bát vừa. Chị ảo à? Có cái bát. Bắt nhanh đi. Lấy bức thăm nào. Em lấy gì nhá? Rồi bức thăm đi. À Châu chú Nguyên bốc về đây đi. Đấy Nguyên bốc về. À dạ. Ba chỉ gác bếp. Châu. Thôi bây giờ mình chỉ móc được ba chỉ cho mềm thôi ạ. Châu biết ngay rồi. Là gác bếp rồi. Là gác bếp. Đấy, ba chỉ rồi. Châu có bếp nguyên giờ đâu ai? Đấy, ba chỉ gấp bếp bạn nhá. Gấp bếp, Châu gấp bếp. Châu, ok. Đấy, không phải ai ăn Châu các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, Cường lại được ăn ba chỉ các bạn này. Sướng các bạn ạ. Đấy, anh Hoàng cuối cùng đã được ăn lợn gấp bếp. Đấy, Bách vẫn là Châu gấp bếp nhá. Đấy, Nguyên vẫn là Châu gấp bếp các bạn ạ. Vẫn là Châu, hai Châu rồi các bạn. Các bạn ơi, Châu với lợn nếu mà để ý thật thật kỹ thì các bạn sẽ nhận ra mà nhá, Châu nó đen hơn các bạn ạ. Ui giời, lợn cầm bóng mềm. Bác chỉ gì bị kéo cắt đứt này. Đấy. Chiếc bì, cái bì các bếp nó hơi dai các bạn ạ. Ý, nhìn ngon thế là ngon đấy. Buồn. Ăn Châu vẫn là ngon nhất. Ừ, chỉ anh ngon hơn như anh cá ấy. Cá mực nhỉ, hay đấy. Xé nó phải đẳng cấp. Xé như đấy, cá mực. Xé như là cá mực các bạn nhìn này. Các bạn nhìn chưa? Thân. Rất là ngon. Đấy, còn ba chỉ này. Béo. Và Châu các bạn ơi, khỏi xé các bạn nhá. Châu xé có ạ. Đấy. Wow. Rất ngon các bạn ạ. Miếng này nhiều thật đấy. Miếng này nhiều hết. Rồi, một đĩa này nhá. Rất mềm hẳn. Rồi, mềm hẳn. Dễ làm. Đây không khác nào ăn vỏ cây các bạn ạ. Anh vỏ cây. Cố lên. Ngon quá nhỉ. Bỏng quá. Bỏng à? Rồi ngon béo có ngon như nào em? Nằm mơ nó béo. Nó ngậy luôn ý. Rồi. Ăn cái mềm hết mọi người. Rồi. Đấy Nguyên rất rất dai các bạn ạ. Cố lên. Đấy, bách cho Nguyên Thi ăn đi. Kiểu ăn vỏ cây các bạn ạ. Cố lên. Nhưng mà ăn vỏ cây mềm. Cây ngon. Rồi. Nhưng mà ngon. Vỏ cây mềm. Vỏ cây ăn ngon không, bách?
Mình chưa ăn vỏ cây bao giờ các bạn ạ. Chắc Bách ăn rồi biết mệt rồi. Quế đấy. Thì chắc ăn quế rồi. À cái vỏ quế thì ăn rồi. Quế là vỏ cây các bạn. Có ai mặn kèo à. Vâng. Ê tập vui mà làm. Ăn là phải cắt nước các bạn nhá. Rồi. Đấy. Cơ mình sợ mẹ rồi. Sợ chưa? Mày sợ chưa? Người sao mình nhìn à? Cũng người dám ăn. Nguyên cắt ra các bạn ạ. Trông như là miếng cá khô các bạn ạ. Cái này không cắt không ăn được các bạn. Rồi. Hãy cho vào máy nghiền được nhỉ? Máy xanh tố. Lý Huy Giang. Bây giờ cho máy xanh tố. Em lấy nước uống cơ mà. Thế mới nhanh được. Rồi dai cũng dai cũng khó. Cố lên. Đấy cường còn mấy miếng thôi các bạn ạ. Ngon không? Đấy chấm này. Cần gì? Mỡ này. Thật nói điều chứ. Ăn các bạn là không ăn mỡ cho dùng mình mà. Rồi tuyệt vời. Đấy anh Hoàng các bạn này. Nó ăn cái này nó mềm hơn trâu ăn. Ngon ghê. Rồi các bạn mình vừa cắt xong các bạn. Này xa hết quay à. Thôi miếng rồi. Mất đồ miếng. Rồi cố lên đi. Đấy trâu với lợn là khó ăn nhất. Ba chỉ là dễ ăn nhất nhưng mà lại ngấy. Đấy các bạn ơi, hôm nay mình nghĩ là rất là nhiều người dễ ra vòng đầu các bạn ạ. Chán rồi, mọi người chơi chúng ta chán nản rồi. Bỏ em, mấy rồi. Tôi, anh đang nghỉ nhỉ? Không được nghỉ các bạn ơi. Vừa anh vừa nghỉ, thì được nghỉ đấy. Không. Mỏi hết mồm rồi cậu. Đó là gì? Mặt. Như là đang đi ra mà. Mừng vẫn đang cố. Anh mạnh rồi em. Ok anh. Vậy. Ừ, đấy nhờ mà 3 miếng á. Ăn uống cả gì? Để bí bận đến cho bạn tí. Quý gì đấy hả? Để bí bận đến cho bạn. Chấm một chút thôi. Hôm qua bạn vương muốn nhau xong hôm mà cả đánh kế. Các bạn, mình cắt bên nhỏ rồi, anh đi vừa. Mình nghe rồi, anh Hoàng các bạn em. Đây, bên nhỏ rồi. Bởi vì dễ nhuận. Thấy bạn nha. Cùng hết rồi các bạn ơi. Nghe vẻ ai cũng mỏi mồm rồi. Mỏi không còn nói luôn. Ý cãi nhau cứ mày cãi các bạn. Cố lên đi. Cố lên các bạn ơi. Bách, còn Bách các bạn này. Anh Hoàng này. Mình mỏi hết ra phường. Mà các bạn nhìn chim cho anh thịt dâu cho anh mất trở lại. Thương điên bỏ qua đây. Ngấy quá các bạn. Đấy cố lên đi. Rồi xong rồi các bạn nhá.
Đấy. Bạn phải ăn ăn bù vào. Cái con người ấy. Chấm thêm miếng vào người. Đó. Đấy nhá. Cho tôi ăn nhá. Giờ còn mua bách nữa thôi. Rồi, Nguyên xong rồi, anh Hoàng xong rồi, còn bách thôi bạn ơi. Đẹp hai đẹp quất bạn. Đẹp hai đẹp quất bạn là đẹp này. Bách chưa thua chưa? Em chưa anh ơi. Rồi, bây giờ bốc thăm tiếp các bạn nha. Rồi, ông Tâm nha, cho bạch ông Trương đi. Nào. Cái gì ba chỉ rồi. Ba chỉ rồi. Các bạn mình cũng bò rồi, các bạn ạ. Rồi đi. Không, các bạn mình là lớn nha con. Là các bếp, ba chỉ các bếp. Châu các bếp. Lại châu các bếp các bạn ơi. Các bạn ơi, vòng này dễ có người ra bạn nhá. Đấy, châu các bếp bạn này. Rồi đi ăn châu các bạn ạ. Lại là châu các bếp bạn nhá. Vẫn là châu các bếp. Hey, ba chỉ các bếp bạn này. Đây là lợn các bếp các bạn nhá. Đây là lợn. Đây cảm ơn. Lần này mới vớ phải lợn các bạn ạ. Các bạn ạ, bây giờ cái cảm ơn hay gì đã trái quay là mà anh chẳng cái gì là ngon hết các bạn ạ. Rồi bây ăn đi. Phải sẽ tôi phát mà. Ôi tôi thật rồi. Các bạn ạ, mình ăn xong rồi dành xong mình không dám ăn nữa. Điều của bách không mà. Điều. Tối ăn quá ầm. Không biết là ăn nó ra như châu không nhỉ? Không, sao ra như châu? Ngồi không ạ? Mềm và ốc. Mềm hơn châu các bạn ạ. Bạn ước là ăn như cá chỉ ấy, ăn như cá mực ấy. Ngắm ăn được như mực các bạn ạ. Bạn ước ra. Để sợ như thế này này. Đấy. Chứ bạn chưa được sáng mực các bạn ạ. Cơm mỏi mồm chưa? Mệt mỏi lắm anh ạ. Rồi, cố lên đi. Bách cố lên đi. Đấy, nguyên các bạn này. Cười, nhìn quá hoàng như mực nhờ. Cố lên. Cơm mỏi mồm chưa? Em cũng mỏi rồi anh ạ. Rồi. Cố lên. Trận chiến này là trận chiến sự kiên nhẫn các bạn ạ. Cái đánh đấy. Cảm ơn ạ. Cơ hàm anh khỏe hơn nhé. Chắc là anh Hoàng cũng khỏe nhỏ cũng thẳng đấy. Bằng bằng cái bữa đánh châu rồi không? Đúng rồi. Các bạn ạ, mình trước bây giờ ra nhé. Mình ăn mình mỡ trước các bạn ơi. Rồi. Ăn mỡ mềm các bạn ạ. Đấy. Người lâu à. Đấy các bạn ơi, bạn anh ấy ngây ngây. Đặn một ngây. Đấy nhìn cái của bạn á. Ngon các bạn ạ. Wow. Yes, sắc kỳ. Béo các bạn ạ. Các bạn ơi, anh ấy ngây béo miếng trước. Rồi. Cố lên đi. Có hạn dương à? Nga dường như ra dương rồi. Nhưng mà hạn của à? Cố lên. Quái hả? Anh ngoài rồi anh thua đi. Anh châu ngày dặn của em. Cố lên nào. Bà ai không ăn nữa chịu thua nhá. Đấy, nhìn mặt mũi của người chơi ra là đang mỏi hết mồm rồi. Mỏi lắm không ạ. Cố lên Nguyên, cố lên đi. Nhìn miếng bé bé mà xé ra nhiều thật đấy. Mình không ăn mỗi con bánh mình đã. Tôi có thể khá là chịu thua. Chịu thua cái gì? Đấy các bạn ơi. Anh Hoàng đã chịu thua các bạn nha, mỏi mồm rồi. Đấy, ok. Đấy, anh Hoàng đi ra nha. Cố lên. Đấy, còn Cường này. Còn Bách này. Với lại Nguyên các bạn nha. Cố lên. Cố lên. Cường sao đây? Em mỏi à. Đấy, cố lên. Bạn đang ngồi gì vậy? Ừ. Đấy.
Rồi các bạn ơi, trận chiến này là chỉ là mỏi mồm thôi các bạn ạ. Đấy, cơ hàm bạn nhé. Anh đứng người. Sao? Cũng chịu thua luôn á? Một vòng hai người ra luôn à? Rồi các bạn ơi, vừa cháu hai bên hàm mà anh ạ. Rồi thôi được rồi. Thua. Thế là bắt chịu thua rồi các bạn ạ. Lượt thua anh, hai ba đây. Lượt. Ok, đấy các bạn ơi, bởi vì là cái trâu các bếp này ăn nó rất là mỏi mồm. Không phải ai ăn được các bạn nhá. Nguyên Cường ngồi vào đây. Như dơm cơ mà. Như bỏ ngay cả. Thôi, chú thua đi. Anh thua đi. Anh còn lâu anh mình thua. Rất ngon mình thua. Rồi, cố lên nha. Chưa ai chịu thua đúng không? Ai chịu thua chưa? Rồi, bốc thăm nha. Nào. Đấy. Cái gì đây? Ba chỉ gác bếp à? Ba chỉ gác bếp. Trông gác bếp. Ok. Các bạn ơi, vòng tiếp theo bạn nha. Đấy, vòng vừa lấy hai người ra các bạn ạ. Ba chỉ gác bếp của Cường. Thôi xong bạn nào. Trông gác bếp của Nguyên. Còn mình. Là mượn kéo ấy. Rồi, cố lên đi. Đấy. Rồi Nguyên xé ra đi. Cố hết mình lên. Đấy các bạn ạ. Các bạn nhỉ. Ba chỉ này nó ngấy các bạn nhá. Khiếp, bóp ra mỡ luôn rồi. Nhưng mà nó ngon các bạn ạ. Bỏ qua. À. Ui. Cố lên. Còn hai người thôi các bạn ạ. Các bạn thực sự mình giờ mỏi hết mồm rồi các bạn. Ừ. Kéo cắp ra. Đang bỏng các bạn. Rồi à. Cố lên. Đấy. Bỏng các bạn ạ. Có mỡ bỏng các bạn. Rồi. Kiếp ngấy này. Nè, mà toàn mỡ ở dưới này. Rồi, cái ba chỉ gác bếp của bạn ạ, nó ngấy các bạn ạ, bởi vì nó có mỡ. Nhưng mà trâu rất ngon, nhưng mà chỉ tội mỏi mồm thôi. Hơi mỏi mồm một tí. Anh ơi, sao? Chịu thua đi. Chịu thua đi. Để nó ngấy mà nó bỏ mồm không là nuốt được luôn. Ừ. Rồi các bạn ơi. Các bạn ơi. Chưa chắc, Nguyên vẫn còn rất nhiều bạn nha. Cường chịu thua các bạn ạ. Rồi Cường ra ngoài đi. Còn mình Nguyên thôi nhá. Thank you.
Các bạn ơi, mình hơi gần cho các bạn nhé. Ôi, hôm nay Nguyên là người chiến thắng các bạn ạ. Yeah. Các bạn ơi, đấy hôm nay ăn trâu góc bếp bạn ạ. Mỏi hết mồm bạn ạ. Mình có cái hàm nhá. Rồi, thì các bạn ơi, ăn trâu góc bếp nó không ăn được nhiều đâu các bạn ạ. Các bạn giỏi lắm, ăn được một miếng thôi. Các bạn đã thấy mỏi hết mồm rồi nhá. Thế hôm nay Nguyên là người chiến thắng. Yeah. Bộ nhá của Nguyên này rất là giỏi các bạn ạ. Các bạn ơi, mình lấy 5 trăm đô mình mỏi hết hai bên hàm rồi các bạn. Rồi ok. Mình cũng không được 5 trăm đô mình cũng bị sai hàm đây. Thôi. Giàu ăn nước mắm đi. Giàu ăn nước mắm ăn đi. Ai giàu ăn nhỉ? Hai anh em giàu ăn. Hai anh em giàu ăn. Hai anh em cùng ra. Đồ ăn nữa. Biết rồi, mở ra trước. Rồi. Hai anh em cùng ra là cùng ăn giàu ăn nhá. Rồi. Tự mình gót lấy các bạn ạ. Rồi Cường ra đây xem nào. Anh em vừa rớt người này. Rồi lốt đi. Rồi mình nghe gọi nhá. Ok. Ok. Rồi Cường ra đây đi. Bú ở đâu? Ăn vào hay bị trốn. Rồi. Nuốt đi. Nhảy à nhá. Đấy đâu, đưa đi dầu ăn này cho các bạn xem nào. Đây. Đây luôn. Rồi, ok. Dừng lại các bạn ơi. Ok thôi. Các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nha. Bye.